không đăng số tài khoản, không kêu gọi, hàng du mục và gia đình gửi 5 chuyến xe cứu trợ tới các vùng bão lũ. Cơn bão Gia Ghi gây thiệt hại nặng nề về cả người và của với nhiều tỉnh thành ở miền Bắc. Những ngày qua, trên các sông khác, ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện những đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông của nhiều địa phương, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân, bão đi qua, để lại nhiều mất mát, đau thương về người và tài sản, nhiều gia đình mất trắng. Lúc này tinh thần tương thân tương ái lại được thắp lên, không chậm trễ ở nhiều nơi. Các hoạt động kêu gọi sự chung tay hỗ trợ đồng bào thiệt hại sau bão được phát động cùng chung tay với người dân trên cả nước. Hàng du mục cũng quyên góp ủng hộ đồng bào nơi miền lũ. Phía công ty của nữ Tito gửi cứu trợ 30 tấn gạo và khoảng 8.000 thùng mì tôm, 240.000 gói và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết gửi đến các đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, Zagi. Trên từng phần quà, nữ ti to ke đều tinh tế in lời nhắn nhủ, động viên. Trong video được chia sẻ, Nguyên Thế Hiển, anh trai hàng du mục trực tiếp giám sát hỗ trợ đưa nhiều xe tải chở gạo xuất phát từ Cà Mau mang đồ trợ cấp đi đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chiều ngày 11 tháng 9, trên trang cá nhân, Hằng Du Mục thông báo 5 chuyến xe cứu trợ đã xuất phát từ miền Nam ra các tỉnh thành gặp bão lũ. Nếu trên đường thấy đoàn xe gắn băng Hằng Du Mục, mong mọi người ưu tiên và giúp đỡ tài xế khi cần giúp hằng với nhé chúc các bác tài lên đường bình an không những thế gia đình nữ ti to ke cho biết đã đặt một số lượng lớn áo phao và nước suối chuẩn bị vận chuyển khu vực ngập lụt hỗ trợ bà con ông nguyễn công hảo bố ruột hằng du mục cũng đích thân bác từng bao gạo lận lội tiếp cận các hộ gia đình ông hảo còn chia sẻ trên trang cá nhân về việc giúp đỡ người dân vùng lũ lụt ông cho biết những ai đang gặp nạn có thể đến nhà của ông tại lập thạch Vĩnh Phúc để lưu trú tránh bão lụt ở hợp lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc ai bị ngập nhà có thể chuyển vào nhà tôi ở tạm, địa chỉ tại thôn Tùy Sơn ạ, à, có điện nước đầy đủ. Trước đó trong phiên live ngày 8 tháng, Hằng Du Mục cũng ghi điểm vì gửi lời động viên đến người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão ghi kèm theo đó là những lời tâm sự đồng bào miền Nam luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ đồng thời hứa hẹn tất cả thành viên trong team sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng vượt qua nữ Titoke cũng khiến nhiều người suýt xoa khi tiết lộ đã âm thầm giúp đỡ một cậu bé mắc bệnh hiếm. Suốt thời gian dài, hàng du mục luôn hỏi thăm gửi hàng trăm triệu đồng và kêu gọi gây quỹ triệu đô để cậu bé có thể tiếp cận với các phương pháp tiên tiến. Cả bố mẹ của cậu bé cũng nhận xét nữ ti là người thân thiện, gần gũi. Theo dõi hàng du mục ai nấy cũng đều đồng tình cho rằng cô không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn có tấm lòng nhân ái thêm vào đó cách đối nhân xử thế của nữ chiến thần cũng ghi điểm tuyệt đối vì không phân biệt thứ bậc giữa các nhân viên và hết mình với đồng nghiệp